Từ 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 chưa vô tới. Chưa tới đâu. Bây giờ thì được mạnh thường quân tài trợ sửa lại cho cái nhà. À chú bệnh. Đây là hồi xưa là đang chạy xe bị tai biến. Đột quỵ gì đó. Bây giờ thì cũng bớt rồi, nhưng mà cái màu nhiệm đó là người hướng dẫn cho niệm Phật nên là màu nhiệm nó không có được qua tai. Chứ còn không là cũng khó lắm. Lúc trước là đi đến thăm ông là thăm cậu ta làm cậu ta nằm một chỗ không có làm được, chứ không ngồi được như vậy luôn. Cái trước đây là mấy năm trước là lên thăm cậu ta là ngồi nằm. Dạ biết. À nói chuyện biết. Dạ nói lớn nghe được. Lúc trước là chỉ có à như vậy mà. Cô là mẹ anh. Dạ. Cô là mẹ. Dạ dạ. Dạ. Cái môn niệm Phật rất là hay rồi. Nó không có thấy được. Đâu đó là cái phần quà giúp cho gia đình sớm vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Chị Trinh này thì chị hiện giờ cũng chưa có đang thất nghiệp. Còn anh Lâm Trần Đạt đây thì đang bị đang chạy xe thì bị tai biến, bị đột quỵ. Đó, rồi nên là hoàn cảnh gia đình lâm vào những cái điều kiện rất là khó khăn trong cuộc sống. Chỉ còn phải nuôi hai đứa cháu nữa. Dạ. Mắt không nhìn thấy nữa. Dạ không có thấy cô. Mắt mở gì mà là mắt bị sao mà không thấy cô? Dạ nó bị thần kinh nó chèn rồi nó không thấy luôn. Cô. Dạ. Thưa cô, ảnh cái tai nạn anh như thế nào á, đến ảnh như thế nào á cô? Dạ. Dạ. Ảnh đi lái xe về cái ảnh cơn đau đầu á anh. Dạ. Đau đầu xong rồi cái từ từ xong rồi dần dần ảnh không thấy đường nữa. Vợ nó bị thành con. Hai chồng đi, đi tới đi lui được không chị? Dạ đi tới đi lui thì phải có người dẫn chứ không thấy đường không? Dạ. À. Nãy giờ mình ở trong cái gì? Cái tai nạn của ảnh cách đây mấy năm mà chị? Ảnh bị tai nạn đây mấy năm mà chị? Dạ cũng 5 năm mấy rồi đó. 5 năm mấy rồi. Dạ. Rồi ảnh đi tới đi lui được không chị? Dạ đi thì em phải dẫn. Đi phải có chị dìu. Dạ. Tại vì sợ té á. Tại mình không thấy đường á, đi té. Rồi mình có đi bác sĩ điều trị đâu không chị? Dạ cũng có uống thuốc mà. Bác sĩ chẩn đoán anh như thế nào chị? Bị con chẩn đoán là nói là thù cái não với chèn dây thần kinh gì trong đầu. Thù não và chèn dây thần kinh. Dạ. Cho nên bây giờ nó ảnh hưởng tới cái thể lực của ảnh giảm, anh không còn nhìn thấy được. Dạ. Bây giờ không có chữa được nữa. Không chữa được luôn. Rồi. Dạ. Uống thuốc cầm chừng thôi. Cái này rất do nguyên do mình phát hiện muộn trễ hay sao chị? Dạ. Phát hiện muộn cho nên là bác sĩ chữa không kịp hay sao chị? Ca nước mẹ ơi. Phù não và chèn dây thần kinh. Cho nên nó làm mất đi cái thể lực của ảnh. Người nhà rồi giờ người nhà rồi trong nhà là ảnh còn biết không chị? Chỉ có thể lực là ảnh bị giảm, ảnh không có nhìn thấy được thôi. Lúc trước là ảnh lái xe đường dài hả chị? Hay là lái xe lái xe taxi á? Ảnh lái xe taxi. Dạ. Kính thưa cả nhà, thì công việc của ảnh thường ngày là ảnh lái xe taxi. Nhưng mà cách đây 5 năm thì ảnh bệnh. Bây giờ thì gánh nặng là đè lên đôi vai của chị và bác. Rồi công mình con làm công việc gì chứ? Dạ em bán cái quán nhỏ nhỏ dưới kia đó anh. Cái dạ. Quán ở dưới á, tại cộng đồng Honda cũng cắt cho em cái quán đó để em trang trải qua sống qua ngày á, nhưng mà mùa dịch này không bán được cho ai hết á. Đúng rồi. Tại mấy người tập lái cũng nghỉ hết đó, em phải nghỉ. Bao nhiêu mình bán cái quán nước ở trên đường á để cho xe đồ tập lái đồ uống nước đồ. Nhưng mà giờ mùa dịch rồi mình không có bán buôn gì được hết. Dạ. Dạ. Gánh nặng thì chỉ có một mình chị mưu sinh thôi. Dạ. Dạ. Chị hai đứa nhỏ nữa hả? Dạ. Em có hai đứa. Đang bị bẩm sinh nữa. Lỗi tai á. Lỗi tai lâu nghe đâu thành không tới lớp 3 con giáo cần nghỉ thuốc. Bé đâu rồi con? Bé cái nó mới nhỏ thì nó chạy vô chạy. Nhỏ lớn nó chạy. Qua được không? Không qua được rồi. Bình thường ảnh khỏe mạnh giờ ảnh nằm gì? Mình cũng đâu có biết được trước được chuyện đời như thế này hả chị ha? Mình cũng không thấy đâu. Ai cũng nói là ảnh nó sắp đi á, nhưng mà Phật đó, từ từ á giảm nó uống thuốc. À, coi như là khi mà anh tin vào cái Phật pháp nhiệm màu, hàng ngày anh trì niệm Phật, thì bây giờ anh cũng đã đỡ hơn, cho nên anh vượt qua cái khó khăn đó. Dạ. Chứ ai cũng nói là anh không có nào sống được hả chị? Ai cũng nói chết. Ai cũng nói vô thăm là ai cũng nói ảnh sao chết chứ không nói sống được. Nó ốm vô nhắc mà nó bỏ. Nói là người mà còn 30 kg là anh nghĩ. Mà nhờ anh tin sâu anh niệm Phật cho nên anh vượt qua được á. Đúng là Phật pháp nhiệm màu á cô. Thờ Phật Di Đà đó.
Dạ. Bây giờ lúc trước mà hỏi không nói được luôn, rồi cũng không nghe được, rồi phải nhờ mà xin rồi mấy nhờ cô ghe cho lỗ tai mới nói mới nghe. Mình được. Nói chuyện đâu giờ anh nghe được không chị? Dạ nói lớn lớn nghe được. Bây giờ mình hỏi lúc thì... trước là mình vẽ, mình muốn nói với ảnh cái gì là mình vẽ lên tay ảnh thì ảnh mới biết, còn bây giờ thì nghe được. Tại vì bây giờ ảnh niệm Phật á. Là bây giờ anh cũng niệm Phật trong cái tâm của ảnh. Dạ. Dạ. Anh tuy anh bệnh nhưng mà anh vẫn niệm trong cái tâm dạ. Cái tâm thức giờ ảnh dạ. Ảnh niệm được. Dạ. Dạ. Anh tin Phật. Dạ. Tối là ảnh cứ bắt kinh suốt đi mà ảnh mới ngủ được. Coi như là anh đã vượt qua cái thập tử nhất sinh cái giai đoạn đó thì ai cũng nghĩ là ảnh không qua khỏi. Dạ. Nhờ ảnh tin sâu vào Phật pháp cho nên ảnh vượt qua được cái thập tử nhất sinh. Dạ. Dạ. Thôi thì cũng cầu mong cho Phật pháp độ ảnh để ảnh vượt qua được cái bệnh tật. Chứ bây giờ là gánh nặng mưu sinh á, là chỉ có một mình chị nuôi ảnh rồi nuôi hai người con nữa, gánh nặng lên đè lên đôi vai của người phụ nữ nữa. Dạ. Dạ. Hai đứa con chị ha? Dạ, thằng nhóc nhỏ nó chạy ngoài kia với nhỏ này. Bé gái này, nhà chị bên đây, không, bên đây luôn. Không, không, nhà bên đây không? Dạ, dạ, nhà bên đây. Đây là đất nhà mình luôn hả chị? Nhà cho nó. Đây cũng có nhà tình thương luôn. Dạ. Trước giờ chị ở Vũng Tàu hay là quê chị ở đâu? Không, em ở Kiên Giang á. À, chị dạ. Ở Kiên Giang, rồi chị lên Vũng Tàu chị sống được bao lâu rồi? À, em đi làm ở trên đây, nói chung là đó đi sửa cá á, rồi quen chồng rồi ở đây. Ảnh thì người Vũng Tàu. Dạ. Dạ. Người ngôi nhà này mình cất được bao lâu rồi chị? Nhà này cắt cũng mấy tháng rồi. Dạ, cũng mạnh thường quân rồi người ta cất cho anh với chị. Nhà cũ người ta sửa chữa lại, tôn này tôn cũng vẫn còn cũ nhưng mà người ta ấy cho mình á. Ừ. Đàng hoàng đứng cho dột mưa dột mà ấy. Để sơn nước lại. Cái hồi đó cái nhà nhìn cũng rất là đẹp. Nhà dập lớp rồi. Cho em vào trong một xíu chị. Dạ, anh vô. Dạ. Mấy cái tấm gì á? Những cái viên gạch đồ là cũng chấp giá lại hết nè. Dạ. Cũng như ban ngày thì chỉ đưa ảnh ra ngoài nằm cho nó thoáng. Ở trong đây nó nóng lắm à. Nóng quá, quá trời, nóng lắm cả nhà, vừa bước vào là nó hực hực luôn á. Tôn thì cũng tôn lợp chấp giá lại. Mình cảm giác là mình vừa bước vào trong là nó nóng hực hực luôn á. Cho nên đó là chị phải đưa ảnh ra ngoài. Và mình vừa bước vào bên trong á là mình nhìn thấy được cái không khí trang nghiêm là có bàn thờ Phật A Di Đà. Cho nên đó là anh và chị là tin sâu vào Đức Phật và niệm Phật. Cho nên ảnh đã vượt qua được thập tự nhất sinh. Cho nên là ngày hôm nay thì anh cũng đã được phép mạnh được phần nào. Thì hy vọng là Phật sẽ độ và gia trì cho ảnh nó vượt qua cái tai ương này. Rất là nóng cả nhà. Chứ nếu mà bằng ngày mà anh nằm trong đây chịu đâu nổi chị. Nóng quá. Bằng ngày không có nằm trong nhà được anh. Nhiều khi đi ra ngoài này ngồi nè. Dạ. Đây, chắc hình cưới của anh chị thôi. Ảnh đi bộ đội rồi lúc đó. Ảnh đi bộ đội. Dạ. Đây là giấy khen của con chị. Dạ. Đây là con một. Là nó Út á. Là hình ảnh hồi đó đó anh. Hình ảnh. Ảnh hồi đó hả? Dạ. Trời nhìn không ra luôn. Hình ảnh hồi trẻ là rất là đẹp trai luôn. Ừ. Hiện giờ ảnh bao nhiêu tuổi chị? Mới có 30 tuổi hả? À, 30 tuổi thôi mà bệnh mà xuống sắc vậy đó. Xuống sắc nhìn rất là trẻ luôn. Ờ. Nhìn như là diễn viên tài tử vậy. nóng quá chị ơi. Nóng lắm anh. Cái này chị thiết kế sao mà có cái tấm mót thì chị che lại nó đỡ, chứ vô là nóng rồi nó làm mình nhức cái đầu luôn á. Tại vì mấy nhà tình thương á làm cho em sao thì em ở vậy chứ em không có gành vụ đó. Tại nhà có nơi em là phụ nữ á. Ừ. Má thì ở bên kia. Dạ. Nhà má thì bên kia. Dạ. Nóng lắm. Dạ. Nhắc chưa chịu không nổi, phải dẫn anh chỗ mát nào em phải dẫn ảnh ra chỗ đó. Để cho ảnh thở. Đúng rồi, chứ nằm trong đây á, ảnh không thể nào mà thở nổi á. Em dạ. Cảm giác vừa bước vào trong là thấy nó nóng hừng hực luôn. Dạ. Quá trời nóng luôn, con tóc mồ hôi luôn nè. Chưa, nó còn nóng nữa. Nè, con bước vô nè con. Còn chưa nóng giờ, dữ lắm. Giờ này là đỡ rồi đó. Mà tới chiều, tới giác trưa nha, nó nóng nó chịu không nổi luôn. Nó nóng quá trời. Cố gắng tiếp tục niệm Phật nha. Dạ. Ừ. Chứ... A-di-đà-phật. A-di-đà-phật. Dạ, A-di-đà-phật. Thì hàng ngày ảnh tin sâu, ảnh niệm Phật, có ảnh có đeo sâu chuỗi nè, rất là tin sâu luôn. Cho nên ảnh đã vượt qua được thập tử nhất sinh. Ngày hôm nay ảnh đã được khỏe mạnh được một phần nào rồi.
Cho em hỏi ảnh là anh tên gì chị? Dạ ảnh tên là Lâm Trần Đạt. Lâm Trần Đạt, dạ. Còn chị? Em là tên là Phan Mỹ Trinh. Phan Mỹ Trinh. Dạ. Kính thưa cả nhà, trước mắt cả nhà là anh Phan Trần Đạt và chị Phan Mỹ Trinh. Thì hiện giờ là ảnh đang rất là bệnh về não, cho nên là mắt ảnh đã giảm thị lực. Và ảnh tin sâu ảnh niệm Phật. Ngày hôm nay thì ảnh cũng đã vượt qua được phần nào. Thì hy vọng rằng là ảnh tin sâu vào Phật Pháp thì ảnh sẽ hồi phục để cùng với chị Trinh nuôi hai đứa con nhỏ. Hai đứa con chị nó đi chơi hả? Nhà của cô cũng nhà tình thương luôn. Không, nhà này của nhỏ con dâu. Dâu. Cũng là hội chữ thập đỏ quốc tế tặng nhà. Con đi bên ngoài con không nghĩ trong đây còn những hoàn cảnh khó khăn gì luôn á con. Đi bên ngoài những nhà cao cửa rộng rồi. Con đi ở bên ngoài thành phố rồi, tại ở Vũng Tàu á. Ở đây chồng nó cũng mất. Đây chồng nó cũng mất, chồng nó bị chết đuối ngoài biển ha. Ủa ảnh ảnh đi đánh cá hay sao? Dạ nó đi đi làm cá. Đi kéo lưới người ta đó bị chết đuối. Chết đuối. Dạ nó cũng có hai đứa con á. Nó cũng hai đứa con. Có chỉ nhà không? Có nói đó con chú. Dạ. Nó cũng có hai đứa con rồi nhà. Phải nhà gồng gánh nuôi hai đứa con. Dạ dạ. Hai đứa con. Đây là dạ. Đây là con dâu của anh ơi. Dạ con chào, em chào chị ạ. Dạ. Dạ cho em hỏi là ảnh mất lâu chưa chị? Ảnh mất 11 năm rồi. Ảnh mất 11 năm. Là ảnh đi kéo lưới ở ngoài biển là mất hả chị? Ờ không, đi tắm biển cũng đi kéo lưới bộ. Dạ. Dạ. Rồi hiện giờ là chị làm công việc gì để chị nuôi các bé chị? À mai khẩu trang rồi. Dạ. Chị là con dâu của cô. Chị dạ. Thứ ba là nó dạ, chị thứ ba anh nó Úc. Dạ. Thì đây cũng là ngôi nhà tình thương luôn. Dạ. Xong 2 năm rồi anh bị tai nạn anh chết tới giờ. Lúc anh chết là chị đang mang bầu thằng này 5 tháng. Xong giờ này nó học lớp 5. Dạ. Còn con gái lớn là cứ kêu con bé bé nhỏ xíu chị đang tắm là cháu ngoại. Cháu ngoại. À, rồi nó có chồng nó cũng mới đi tù. Nên hai mẹ con vậy. Đi tù hả? Bây giờ hai mẹ con về sinh sống cùng nhau, ta túc ở đây, ta túc bên nhà ngoại. Chứ hồi trước giờ thì nó lấy chồng rồi kia, chị với nhóc ở đây. Dạ. Đây cũng là căn nhà của... Cố gắng niệm Phật nha. Cách là lúc bỏ nhà ông à, lúc mà đợt bão năm 2006. Đợt bão nó sập nhà nó, đó nhà lá. Dạ. Rồi cất lại, ngày hôm nay. Dạ. Cất tới giờ này nó cũng muốn sập nữa. Muốn sập nữa. Rồi thôi em xin phép chị ạ. Rồi chúc chị sức khỏe để lo cho các bé nha. Dạ dạ. Dạ. Rồi con xin phép cô. Dạ. Rồi chào chị Trinh ạ. Dạ. Dạ A Di Đà Phật, chào anh. Dạ. Ảnh nhân còn cảm nhận được. Dạ dạ dạ. Rồi chúc anh mau hồi phục nha. Dạ. Chúc anh mau hồi phục. A Di Đà Phật. Dạ. Rồi xin chào chị Trinh nha. Dạ. Chúc chị và cô khỏe mạnh để lo được cho ảnh. Dạ. Dạ. Rồi cảm ơn ạ. Cảm ơn chị ạ. Thật sự đây cũng là hoàn cảnh rất là khó khăn cả nhà ơi. Nếu như mình đi ở bên ngoài á, những cái đường phố, nhà cao cửa rộng thì mình không nghĩ bên trong có những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này.